thứ ngọt gấp 300 lần so với đường mía nhưng lại giúp ổn định đường huyết. Có một số loại đường không những không gây tăng đường huyết mà còn tốt cho sức khỏe. Đường cỏ ngọt là một trong số đó. Nhiều người nghĩ rằng bệnh nhân tiểu đường cần phải kiêng tuyệt đối các loại đồ ngọt, nhất là đường, mật ong. Tuy nhiên sự thật không hẳn như vậy, bởi có một số loại đường không những không gây tăng đường huyết mà còn tốt cho sức khỏe. Đường cỏ ngọt là một trong số đó. Theo các nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu và Tư vấn Dinh dưỡng, những người bị đái tháo đường hoặc đang ăn kiêng để giảm cân thì nên ưu tiên dùng đường cỏ ngọt. Vị chuyên gia tiết lộ, đây là chất tạo ngọt tự nhiên, về bản chất không thuộc nhóm đường. Dù chúng có vị ngọt gấp 300 lần so với đường cát thông thường nhưng lại không tạo ra năng lượng. Do đó, chúng có thể giúp bệnh nhân tiểu đường thỏa mãn về vị giác mà không lo gây hại cho sức khỏe. Ngày nay có nhiều tổ chức y tế, trong đó có FDA của Mỹ đã phê duyệt đường cỏ ngọt là loại đường an toàn. Cho nên là trong trường hợp chúng ta muốn kiểm soát đường huyết cho người đái tháo đường hay muốn giảm cân thì rất nên dùng loại đường này. Đường cỏ ngọt là gì? Đường cỏ ngọt có tên tiếng Anh là stevia. Đây là một chất làm ngọt ít calo, có đặc tính chống oxy hóa và chống đái tháo đường. Nó đã được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, FDA, phê duyệt. Stevia chứa các hợp chất được gọi là stevioglycoside ngọt hơn đường mía khoảng 150-300 lần. Tuy nhiên, stevia có lượng calo thấp đến mức về mặt khoa học nó là một sản phẩm không chứa calo. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, AHA, và Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ, AGA, cho biết stevia có thể có lợi cho người mắc bệnh tiểu đường nếu sử dụng một cách hợp lý. Trong một nghiên cứu năm 2018, các chuyên gia đã thử nghiệm tác dụng của thạch dừa làm ngọt bằng stevia. Kết quả cho thấy lượng đường trong máu của những người ăn loại thạch dừa này bắt đầu giảm 60 đến 120 phút sau khi ăn thạch, thậm chí trước khi tiết insulin. Không giống như chất làm ngọt và đường nhân tạo, cỏ ngọt có thể ngăn chặn mức đường huyết trong huyết tương của bạn và làm tăng đáng kể khả năng dung nạp đường. Stevia cũng có khả năng làm tăng sản xuất insulin, tăng tác dụng của insulin trên màng tế bào, ổn định lượng đường trong máu, phòng ngừa bệnh tiểu đường loại 2 và các biến chứng của nó. Việc thay thế loại đường này cũng có thể làm giảm số lượng calo mà một người tiêu thụ, điều này có khả năng hỗ trợ giảm cân. Cân nặng quá mức là yếu tố nguy cơ của bệnh tiểu đường loại 2 và các biến chứng của nó, bao gồm các vấn đề về tim và thận. Bệnh nhân tiểu đường dùng các loại đường ăn kiêng như thế nào? Các bác sĩ cảnh báo người bệnh đừng nghĩ rằng đường ăn kiêng thì có thể dùng thỏa thích. Nó có thể làm giảm huyết áp xuống mức cực thấp hoặc tương tác với các thuốc làm giảm lượng đường trong máu. Stevia có khả năng làm tăng sản xuất insulin, tăng tác dụng của insulin trên màng tế bào. Khi chọn thực phẩm chứa đường cỏ ngọt cũng cần quan tâm đến các nguyên liệu khác để xem chúng có lành mạnh hay không. Nhìn chung, người bệnh tiểu đường không nhất thiết phải từ bỏ đường hoàn toàn nhưng cũng cần phải chú ý đến lượng đường tiêu thụ. Hơn nữa người bệnh tiểu đường nên cố gắng đa dạng hóa khẩu phần ăn hàng ngày. Tốt nhất người bệnh nên ăn một số loại trái cây và rau quả không đường để giúp bổ sung chất xơ, thúc đẩy nhu động ruột, trì hoãn việc tăng đường huyết. Với nhóm bệnh nhân này, việc theo dõi sức khỏe định kỳ là rất quan trọng để kiểm soát tình trạng bệnh. Mọi người có thể tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn về chế độ ăn uống tốt nhất cho mình. Xin chào quý vị đã quay lại với kênh Sức khỏe gia đình. Kính chúc quý vị có một sức khỏe vui vẻ trong cuộc sống. Sau đây chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu thực đơn giảm cân với khoai lang và trứng khoa học từ chuyên gia. Trứng và khoai lang là hai loại thực phẩm được rất nhiều người lựa chọn trong chế độ giảm cân. Vậy, trứng và khoai lang có giá trị dinh dưỡng cao không? Thiết kế thực đơn giảm cân với khoai lang và trứng thế nào vừa ngon mắt vừa ngon miệng? Giá trị dinh dưỡng của khoai lang và trứng. Giá trị dinh dưỡng của khoai lang. Trong 100g khoai lang sống cung cấp 86 calo, 77% nước, 1.6g chất đạm, 20.1g cáp, 4.2g đường, 3g chất xơ, 0.1g chất béo. Cụ thể, cáp, một củ khoai lang cỡ vừa khi luộc bỏ vỏ chứa 27g cáp, tinh bột chiếm 53% hàm lượng cáp. Các loại đường đơn giản như glucose,
sucro, manto, fruto chiếm 32%. Khoai lang có chỉ số đường huyết, di, mức trung bình đến cao, dao động từ 44 đến 96 nên không phù hợp với những người mắc bệnh tiểu đường type 2. Tinh bột, khoai lang có 80% tinh bột tiêu hóa nhanh, 9% tinh bột tiêu hóa chậm và 11% tinh bột kháng. Chất xơ, khoai lang nấu chín cỡ vừa chứa 3-8 gram chất xơ, các chất xơ không hòa tan, 77-85% ở dạng cellulo, hemicello và lignin và đều hòa tan, 15-23% ở dạng pectin. Chất đạm, một củ khoai lang cỡ vừa chứa 2 gram protein, sporamin, loại protein đặc biệt chiếm hơn 80% tổng hàm lượng protein. Vitamin và các khoáng chất, khoai lang là nguồn cung cấp vitamin C, beta-carotene và kali tuyệt vời. Nó cũng cung cấp vitamin A từ beta-carotene chuyển hóa, vitamin C chống oxy hóa tốt, kali giúp kiểm soát huyết áp, mangan hỗ trợ sự tăng trưởng và phát triển, vitamin B5, B6, E. Ngoài ra, khoai lang còn chứa axit clo hóa, anthocyanin có đặc tính chống oxy hóa mạnh. Giá trị dinh dưỡng của trứng. Trứng cung cấp nhiều chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin B12, cobalamin 9% ERGA, vitamin B5, axit pantothen 7% ERGA, phốt pho 86mg hoặc 9% ERGA, selenium 15,4mg hoặc 22% ERGA. Trứng là nguồn cung cấp calo thấp. Một quả trứng luộc chín chỉ cung cấp 77 calo, 5 gram chất béo, 6 gram protein, nhiều loại axit amin và một lượng rất nhỏ carbon hydrate. Trứng luộc chín cũng chứa nhiều dưỡng chất quan trọng khác nhau như kẽm, vitamin D, canxi, tất cả các loại vitamin B, đây cũng là nguồn cung cấp tribolan, vitamin B2 và vitamin B12 đặc biệt tốt cho cơ thể. Trong lòng đỏ trứng có chứa rất nhiều dưỡng chất trong khi lòng trắng chủ yếu cung cấp protein. Lợi ích của khoai lang và trứng đối với người giảm cân. Nhiều người lựa chọn áp dụng thực đơn giảm cân với khoai lang và trứng vì công dụng của khoai lang. Khoai lang chưa nấu chín có chứa 13% chất xơ và 77% nước. Điều này giúp người ăn khoai lang sẽ có cảm giác no trong thời gian dài, hạn chế việc ăn vặt nhiều làm tăng lượng calo ảnh hưởng xấu đến hiệu quả giảm cân. Theo một đánh giá xem xét trên 48 nghiên cứu cho kết quả rằng ăn nhiều chất xơ trong ít nhất 12 tháng có liên quan đến việc giảm cân bền vững ít nhất 5% khối lượng cơ thể của những người tham gia. Công dụng của trứng. Trứng là loại thực phẩm có lượng calo thấp. Một quả trứng cỡ lớn chỉ cung cấp hơn 70 calo nhưng lại chứa nhiều chất dinh dưỡng khác, đặc biệt lòng đỏ trứng rất bổ dưỡng. Một bữa ăn với 3 quả trứng luộc kết hợp với khẩu phần nhiều rau, nhiều chất xơ và chất béo như quả bơ thái lát chỉ cung cấp 500 calo, tốt cho việc giảm cân mà không bị đói. Trứng có hàm lượng protein cao, giàu chất dinh dưỡng. Protein có công dụng tạo cảm giác no, làm giảm thèm ăn so với các thực phẩm chứa ít protein hơn. Trứng cũng chứa rất nhiều axit amin thiết yếu của cơ thể. Như vậy có thể nói rằng, khoai lang và trứng là hai loại thực phẩm rất tốt cho việc giảm cân. Chúng cung cấp nhiều dưỡng chất quan trọng, tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn vặt, tiêu thụ lượng calo nhiều hơn so với lượng nạp vào. Đây là nguyên tắc cơ bản của mục tiêu giảm cân hiệu quả. Gợi ý thực đơn giảm cân với khoai lang và trứng đơn giản, ngon miệng. Ngày 1. Bữa sáng, 2 quả trứng luộc kèm theo 1 quả cam cung cấp một lượng protein và vitamin C cần thiết cho một ngày. Bữa trưa, 1 khẩu phần ức gà luộc hoặc áp chảo đi kèm với một đĩa salad lớn, cung cấp chất đạm từ thịt và phong phú từ rau xanh. 1 quả táo giúp bổ sung chất xơ và vitamin. Bữa tối, 2 lát bánh mì nâu kết hợp với trứng, cùng với 1 ly sữa tách béo giúp cung cấp năng lượng và canxi cho cơ thể. Ngày 2. Bữa sáng, 1 củ khoai lang luộc, 1 quả trứng luộc và trà gạo lứt là sự phối hợp tốt giữa tinh bột, protein và chất chống oxy hóa. Bữa trưa, 1 bát cơm gạo lứt kèm theo salad ức gà tạo nên một bữa ăn cân đối đủ các loại chất dinh dưỡng. Bữa tối, 1 chén súp khoai lang nhỏ cùng 1 quả trứng ốp la giúp cung cấp nhiều chất xơ và protein. 1 ly sữa hạt không đường là nguồn canxi và protein bổ sung.
Ngày 3. Bữa sáng, 2 quả trứng luộc và 1 ly nước chanh cung cấp protein và vitamin C cần thiết cho sự hoạt động của cơ thể. Bữa trưa, salad cá hồi bao gồm các thành phần giàu omega 3 và chất xơ, rất tốt cho sức khỏe tim mạch và hệ tiêu hóa. Một quả ổi là nguồn cung cấp vitamin và khoáng chất quan trọng. Bữa tối, một bát cháo gạo lứt phối hợp với trứng cút luộc tạo nên bữa ăn dễ tiêu hóa và giàu chất dinh dưỡng. Ngày 4. Bữa sáng, một củ khoai lang nướng hoặc nấu không dầu, một quả trứng ốp la và một ly cà phê đen giúp cung cấp năng lượng và chất chống oxy hóa. Bữa trưa, hai củ khoai lang hấp, một quả trứng rán với dầu ô liu và bông cải xanh luộc cung cấp lượng chất xơ và dinh dưỡng dồi dào. Bữa tối, ức gà luộc kèm rau xà lách tạo nên một bữa ăn nhẹ và giàu protein. Một lượng nhỏ các loại hạt cung cấp chất béo tốt cho sức khỏe tim mạch. Ngày 5. Bữa sáng, hai lát bánh mì nâu kèm trứng ốc hoặc luộc và một ly sữa tách béo cung cấp năng lượng và protein cho buổi sáng. Bữa trưa, 200g thịt bò áp chảo phối hợp với cà chua bi, xà lách và vài muối bưởi tạo nên một bữa ăn giàu chất dinh dưỡng. Một miếng dưa hấu lớn giúp cung cấp nước và vitamin. Bữa tối, hai quả trứng luộc kèm vài quả dâu giúp bổ sung chất xơ và chất chống oxy hóa. Ngày 6. Bữa sáng, một bát súp khoai lang hòa quyện vị ngọt của khoai lang với một quả trứng ốp la, cung cấp cảm giác no và năng lượng cho buổi sáng. Bữa trưa, hai củ khoai lang hấp kết hợp với salad ức gà, trứng và các loại rau mang lại sự cân đối giữa các loại chất dinh dưỡng. Bữa tối, một lát bánh mì đen phối hợp với một quả trứng luộc và rau củ quả luộc, tạo nên một bữa tối nhẹ nhàng nhưng đầy đủ chất dinh dưỡng. Một ly sữa không đường là lựa chọn tốt để bổ sung canxi và protein. Ngày 7. Bữa sáng, một bát cháo yến mạch kết hợp với trứng, vài miếng lê cung cấp năng lượng và chất xơ cho sự bắt đầu ngày mới. Bữa trưa, 200g cá ngừ nướng đi kèm với rau củ đa dạng như khoai lang, măng tây, cà rốt, cà tím là một bữa trưa giàu protein và chất béo omega 3. Một hũ sữa chua giúp cung cấp probiotic tốt cho hệ tiêu hóa. Bữa tối, một quả trứng luộc và 100g thịt bò xào đậu cô là sự kết hợp tuyệt vời để bổ sung protein và chất béo cho bữa ăn cuối ngày. Nên thiết kế thực đơn giảm cân với khoai lang và trứng hợp lý, kết hợp đa dạng thêm các loại thức ăn khác để tránh ngán mà vẫn bảo đảm hiệu quả giảm cân. Bảo quản trứng sai cách tăng nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella, cách nào mới là đúng? Trứng là loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và phổ biến, phù hợp với mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, việc chọn mua và bảo quản trứng đảm bảo an toàn thì vẫn chưa nhiều người nắm rõ. Nguy cơ nhiễm khuẩn từ cách bảo quản trứng. Nguy cơ ngộ độc có thể đến từ vi khuẩn Salmonella có trong các sản phẩm động vật, đặc biệt là trứng gia cầm. Khi gà mái đẻ trứng, trên vỏ trứng có một lớp màng bảo vệ ngăn vi khuẩn xâm nhập. Nhiều người khi mua trứng về vì nghĩ để cho sạch sẽ nên đã cẩn thận rửa trứng và sau đó cho vào hộp và cất vào tủ lạnh. Tuy nhiên, việc làm này lại vô tình làm cho trứng mất đi lớp màng bảo vệ này và trứng có nguy cơ bị nhiễm khuẩn Salmonella. Mặt khác, việc cất trứng vào hộp để trong tủ lạnh cũng nên cẩn thận khi lấy chúng ra khỏi tủ lạnh vì vỏ trứng có thể bị ngưng tụ do sự thay đổi vị trí và nhiệt độ. Sự ngưng tụ này tạo điều kiện cho vi trùng phát triển. Cách bảo quản trứng phù hợp. Để giữ trứng ở điều kiện tốt nhất, bạn phải tuân theo một số quy tắc cần thiết như giữ chúng cách xa độ ẩm, ánh sáng và không khí 3 tuần. Đặt trứng vào hộp và phủ lên một lớp giấy báo dày. Việc này sẽ giúp trứng miễn nhiễm với sự thay đổi nhiệt độ và giữ được chất lượng lâu hơn. Nhiều lời khuyên khác nhau về việc có nên trữ trứng trong tủ lạnh hay không. Câu trả lời rất đơn giản, nếu nhiệt độ dưới 20 độ C thì không cần thiết. Bạn có thể giữ chúng trong hộp, đậy giấy báo hoặc bọc trứng vào giấy báo để tránh ẩm ướt. Khi nhiệt độ bên ngoài vượt quá 20 độ C, bắt buộc phải bảo quản trứng trong tủ lạnh, dưới 8 độ C. Nếu bạn muốn cất trứng trong tủ lạnh, hãy đặt chúng hướng xuống dưới. Không nên để trứng cùng với trái cây, thịt, cá để tránh lây nhiễm mùi. Cất trứng vào hộp và tránh xa độ ẩm và nhiệt độ sẽ giúp trứng tươi lâu hơn. Một vài người cũng có băn khoăn khi đập trứng ra không sử dụng đến lòng trắng hay lòng đỏ và muốn bảo quản nó thì bảo quản cách nào?
Các chuyên gia cho rằng lòng đỏ trứng sống có thể được giữ trong tủ lạnh từ 1 đến 2 ngày với điều kiện bạn bảo quản trong hộp kín. Ngoài ra, bạn cũng có thể cấp đông lòng đỏ trứng và giữ chúng trong tối đa 4 tháng. Để lòng đỏ không bị nổi váng, hãy thêm 0,5 dê muối hoặc 7 gram đường. Đặt lòng đỏ vào hộp đựng với màng bọc kín và đậy chặt nắp. Bạn nên ghi chú ngày tháng, số lượng lòng đỏ và chất bảo quản, muối hoặc đường phía ngoài hộp để dễ dàng chế biến. Để trả đông và sử dụng lòng đỏ trứng trong các công thức nấu ăn ngọt hoặc mặn, hãy đặt chúng trong ngăn mát tủ lạnh hoặc dưới vòi nước lạnh. Đối với lòng trắng, nếu bạn cất vào hộp kín trong tủ lạnh có thể được sử dụng trong vòng 5 ngày. Bạn cũng có thể tách lòng trắng trứng và cho vào khay đá để cấp đông. Sau đó cho chúng vào túi đông kín hoặc hộp kín. Bạn sẽ sử dụng từ 5 ngày đến 4 tháng. Lòng trắng trứng đã cấp đông nên được nấu chín trong bánh trứng đường, bánh hạnh nhân, bánh sữa chua. Trứng được bán trên thị trường được coi là trứng tươi. Trứng có thể được tiêu thụ trong vòng 28 đến 30 ngày vẫn được coi là an toàn nếu bảo quản đúng cách. Khi mua trứng trong siêu thị, bạn nên xem ngày tiêu thụ khuyến nghị, GCR, được ghi trên hộp hoặc in trực tiếp trên vỏ quả trứng. Điều quan trọng là phải bảo quản trứng trong điều kiện tốt để chúng không bị hư hỏng trước thời gian khuyến nghị. Kính chúc quý vị có một sức khỏe. Quý vị nhớ chia sẻ cảm nhận cũng như ý kiến đóng góp cho kênh. Chúng tôi xin được tiếp thu và lắng nghe ý kiến từ quý vị. Trân trọng cảm ơn.